Chào mừng anh em đã trở lại với Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Trên màn ảnh của chúng ta là một chiếc xe Kia Celato đời 2019 bản 1.6 Luxury. Anh em nhá, với tông màu ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Một chiếc xe với thiết kế của nhà sản xuất rất là đẹp mà rất là xịn sò anh em nhá. Một form dáng mới của Kia Celato anh em nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2019 và mang biển số thành phố, chạy được 1,5 vạn anh em nhé. Đó, với nước sơn còn zin đến 95% thì anh em coi qua clip thì anh em sẽ cảm nhận được về cái độ mới và cái độ chất của chiếc xe với sơn zin 95% anh em nhé. Nội thất thì còn nguyên bản. Cam kết với anh em là xe không đâm va, không ngập nước, máy móc kêu chỉ. Mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất anh em nhé. Từ vành la răng hay là mọi chi tiết thì anh em coi qua clip thì anh em sẽ cảm nhận được về chiếc xe. Và đi sâu một chút về bên trong nội thất để anh em quan sát qua. Trước khi qua bên Auto 62 lái thử và trải nghiệm trên thực tế chiếc xe anh em nhé. Từ nội thất ạ, anh em quan sát để cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe và cái độ giữ gìn của anh chủ xe. Từ vô lăng, đấm số hay là mọi chi tiết đấy ạ. Anh em quan sát qua một chút thì để cảm nhận và chiêm ngưỡng chiếc xe qua màn ảnh nhỏ. Trước khi qua bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội lái thử và trải nghiệm thực tế anh em nhé. Từ phần khoang sau đây ạ, từ cánh cửa cho đến ghế da hay là mọi chi tiết góc cạnh bên trong nội thất, anh em quan sát qua thì để cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe. Đó. Chiếc xe được bên em cam kết bằng văn bản giấy tờ là xe không đâm va, không ngập nước. Máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản. Về giấy tờ thì đã được bên em rút hồ sơ về tới cửa hàng rồi anh em nhé. Và chiếc xe này thì cũng được bên em hỗ trợ trả góp lên đến 70% tổng giá trị xe. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình, hoặc kết bạn Zalo với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Và đó là về nội thất và ngoại thất của chiếc xe. Bây giờ muốn mời anh em đi vào khoang máy của chiếc xe để chúng ta cảm nhận anh em nhé. Mời anh em tiến sâu vào bên trong khoang máy của chiếc xe để anh em cảm nhận về chiếc xe. Từ cabo đây ạ, còn rất là mới và còn rất là xịn sò anh em nhé. Cam kết với anh em là xe nguyên bản, chưa phải làm lại hay chưa phải nắn bóp lại bất cứ một chút nhỏ nào anh em nhé. Từ khoang máy đây ạ, từ mã máy thì anh em quan sát qua một chút thì sẽ thấy rằng một chiếc xe chạy hơn 1,000 km nó còn mới, rất là mới anh em nhé. Mọi chi tiết góc cạnh đây ạ. Ở chiếc xe này thì cũng chưa được spa anh em nhé. Xe vừa mới về tới cửa hàng thì em đã lên hình để gửi đến anh em và quý vị và các bạn coi trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm trên thực tế chiếc xe. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá mong muốn là 605 triệu, có thể linh động một chút về giá cho quý vị và các anh chị nhiệt tình qua lái thử và trải nghiệm trên thực tế chiếc xe. Và mọi chi tiết thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc mà anh em cần trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm trên thực tế chiếc xe. Em Trường xin được mến chào và tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn tại showroom Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Và rất mong muốn được giao lưu với các anh, các chị và các bác trên toàn quốc ạ. Xin chào và tạm biệt.